sưu tầm là mỗi xe là nó có một số á, là người ta sưu tầm số 1 đúng không? Nhưng mà nhiều người ta sưu tầm đó, giống như mình á, đó mình sưu tầm này. Mặt đa nội 94 màu vàng đúng không? Đây là Hello, xin chào buổi sáng cả gia đình mình nha. Buổi sáng ở bên mình thì mấy bạn nhìn cái bầu trời nè. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng, bạn ngoài trời đang rất là lạnh luôn. Mới mưa có 2-3 ngày thôi mà lá cây nó rụng hết lên nè mấy bạn thấy không? Lá mùa thu nó rụng hết rồi đó, chuẩn bị sang đông. Video của ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn tất cả các chú anh chị và các bạn đi xem cái này, rồi mình sẽ nói thêm về cái video của ngày hôm nay mình sẽ quay cái gì nha. Đó, nè các bạn, đây là gia tài kết xù, của chồng mình nha các bạn, không phải của mình đâu. Mình thì không có niềm đam mê cái này. Đó, niềm đam mê những chiếc xe này nè, chiếc xe với lại mấy con mô hình. Ảnh siêu tầm, ảnh mua, ảnh đem về các bạn. Quá trời luôn á. Chiếc xe đua nè. Hello, xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Michigan nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái sưu tầm ở Mỹ hay ở Việt Nam mà kiếm ra tiền. Thì lúc mà mình mới qua Mỹ á, thì mình có chơi những là ví dụ như là sưu tầm là những chiếc xe mô hình gọi là NASCAR đó, là dành cho những tay đua ở Mỹ đó, tay đua ở Mỹ, với lại những con Funko là những con được làm bằng tự đất sét đó, với các nhân vật nổi tiếng của Mỹ và trên thế giới. Thì thường ở Mỹ là người ta sẽ là ở Việt Nam đó, người ta sưu tầm như là stamp nè, đó những cái stamp đó giá trị nè, đó những cái đồng xu hoặc là tiền của những các nước khác đó. Cái xong rồi người ta có thể là sưu tầm như là giày nè, đó các thương hiệu, nón của các thương hiệu, hay là những nón của những đội bóng đá, hay là những đội bóng chài đó, hay là áo bóng chài đồ này kia đó. Thì giống như mình thì bây giờ là hồi đó là mình mới Mỹ thì mình là sưu tầm xe đó, mình xe xong rồi những mô hình đó. Thì khi mà sưu tầm xong rồi thì bây giờ là cái đam mê này nó hơi nhạt dần, tại mình không có đi theo nó nhiều đó. Mình hôm nay mình sẽ nhượng lại nguyên một bộ xe này dành cho một anh người quen, cho anh người quen người ta là người ta là tìm trên mạng. Tại vì khi mà các bạn muốn bán những đồ mà sưu tầm này thì bạn đăng cái trang mạng dành cho các group hoặc các club là để sưu tầm xe hoặc là sưu tầm đồng tiền á, là khi mà người ta quan tâm người ta sẽ lên những trang diễn đàn đó, người ta sẽ tìm và người ta sẽ tìm đến bạn để người ta mua những cái đam mê của bạn khi bạn không còn mê nữa, nhưng mà sẽ có người khác người ta đam mê hơn đó, người ta sẽ mua về và người ta sẽ sưu tầm lại đó. Cái này anh đăng ở đâu? Trên Facebook nhưng mà có những Facebook diễn đàn của Mỹ đó, là người ta sẽ thường người ta vô đó người ta tìm hơn, giống như là người ta có nhiều người ta đăng sưu tầm những chiếc nhẫn mà dành cho các đội team football rồi đó, bộ bóng gỗ rồi đó, là người ta cũng hay tìm trên trang đó đó. Cái này mình sẽ chia sẻ một cái video trên màn hình các bạn thấy nha. Mình vào trên Facebook rồi mình bấm vào những cái diễn đàn như thế này là mình chia sẻ để mình bán những cái món đồ mà mình có thể mình sưu tầm, mình có thể bán ở trên đây nha. Ok. Rồi bây giờ là mình sẽ đóng thùng những em đồ chơi này nha các bạn. Mình đóng
còn lại rồi giờ mình sẽ đem giao cho người đem ta giao đây cho người ta. đó, thì ok mời tất cả các chú anh chị và các bạn có niềm đam mê này thì xem video của mình, thì bây giờ mình sẽ đóng lại và đem giao cho người ta để mình lấy tiền nha các bạn. Hiểu rồi. Những cái như là mình sưu tầm nè, đó là cô dâu 18 tuổi đó, những nhân vật cô dâu 18 tuổi nè đó, rồi những con thú đó, rồi Harry Potter hay là cướp biển vùng Caribe đó, nguyên cái bộ này là nó là trong cái khung này các bạn đó. một cái hộp như thế này thì nó có nguyên bộ mô hình như thế này nè, nhân vật á. Hoặc là đây là những nhân vật trong phim Ghostbuster hoặc Marvel, những nhân vật trong phim Marvel nè. Quá trời luôn các bạn. Các bạn thấy giá không nè, liên gình nè, mua sưu tầm nè, 5 đồng 99 con nè, bên đây 3 đồng 59 con này, nó mua sưu tầm. Tại vì khi mà bạn sưu tầm những con này á là nó sẽ có những một cái bộ đó, một cái những con số, những cái con này khi mà bạn sưu tầm đủ những cái con này á, bạn giá nguyên, bạn bán nguyên một cái collection của nó đó thì nó sẽ có giá trị hơn. Khi bạn bán từng con, khi bạn bán từng con người ta tìm á thì nó sẽ giá trị ít hơn. Còn nếu mà bạn bán nguyên, bạn tìm, bạn sưu tầm đủ những cái con này, những con số này á, thì bạn bán một collection á nó sẽ mắc hơn. Bán nguyên bộ thì nó có giá hơn. Đó đúng rồi. Đây là những con số mà để bạn cần tìm để sưu tầm. Trời, mình không có niềm đam mê này các bạn ơi. Ảnh đến đam mê nè, ảnh coi nó sưu tầm quá trời luôn. Mua cái này mua cái kia. Đi tìm á bạn, chứ không phải là đơn giản mà có được. Đi tìm đâu. Đi tìm nó vui hơn bạn còn hơn. Đi tìm thì nó vui hơn là mình mua, tại mình mua là mình mua giá gốc. Còn mình đi tìm á thì mình mua giá nó rẻ hơn. Đó. Đó chứ không phải là mình mua giá mắc. Tại vì khi mà mình sưu tầm á là mình sưu tầm những cái mà nó rẻ tiền đó, nhưng mà khi mình bán ra thì nó lại mất tiền. Tại vì mình sưu tầm đủ bộ á. Đó, như là con Batman nè. Đó. Con này bán như ba mấy bốn chục đồng. Mà đó mình mua có mười mấy đồng. Các bạn nói nè, mấy con xe nè, tí xíu nữa bắt lại xe. mấy cái con xe đó. Này hết. Giống như mấy con xe này nè, đó. Đó là nó sản xuất theo mẫu có giới hạn á, thì nó sẽ có mấy cái màu đẹp hơn. Thấy không? Nhìn màu xe đẹp ghê chưa? Và mấy cái này là không phải là stem nha. Có nhiều loại là cái mấy chữ này á là nó sticker, là nó dán lên. Đó. Còn này là nó sơn lên luôn. Nó sơn lên luôn. Đó, nó sơn lên luôn. Còn có những con xe là nó sẽ dán stem lên. Tùy mỗi hãng là nó sẽ làm, thì mấy những cái stem này là nó dán lên. Thì những con stem dán lên nếu mà bạn sưu tầm á, thì nên bỏ trong hộp á, thì nó có giá trị hơn là mình bỏ ngoài, tẩy ngoài. Là mấy cái sticker này như lúc nó bị ố. Nói các bạn ha. Giờ bắt lại mấy con xe này hết nè. Đó. Tổng cộng của ba anh bao nhiêu con vậy? 45. Gần 50. Gần 50 con hả? Xe á hả? Xe. Trời. Ở đó sưu tầm chi quá trời luôn các bạn. Nè mấy cái này nè các bạn nhớ không? Mình mua ba lẹt á. Mình mua ba lẹt nó có cái vô lăng này nè. Nó gắn lên luôn cho nó trang trí cái tủ trưng bày của tụi mình, hai cái luôn, hai cái vô lăng luôn. Bên đây có một cái nữa nè, đó là bữa mua trong cái đống ba lẹt, có bạn mua đem về trang trí luôn. Đó, mỗi thường người ta sưu tầm là mỗi xe là nó có một con số á, là người ta sưu tầm số 1 đúng không, nhưng mà nhiều người ta sưu tầm thì ta số 1 á, người ta sưu tầm số 1 không, nhưng mà số 1 đó là người ta từng hãng, tên xe Milo Yellow đó,
là những ví dụ như người ta con số 42 là người ta sưu tầm 42 không, nhưng mà những hãng tài trợ khác nhau. Có McDonald's nè, UBS nè, Cheerio nè. Này là phim hoạt hình cartoon nè, phim hoạt hình cartoon. Xin lỗi, về như cái thuốc tây đúng không? À, thuốc lá đúng không? Các hãng xe nè, Ford nè, Chevrolet nè. Ford nè. Chevrolet nè. Đó. Toyota nè. Toyota. Đó. Này, những chiếc này là collection không nè, là nó sơn tĩnh điện hết nè. Nè, McDonald's sơn tĩnh điện 94. Đó, giống như mình đó, đó mình sưu tầm nè. McDonald's 94. McDonald's 94 màu vàng, đúng không? Đây là cái hiệu của chocolate. Chocolate. Thì giống như nè, 94 McDonald's, nhưng mà cái hiệu nó hiệu hiệu khác một chút. Đó, mấy hiệu khác một chút đó. Thì nhiều người ta sưu tầm 94, 94, 94 không? Là người ta thích cái con số đó. Cứ thích con số đó, đúng rồi. Thì người ta sưu tầm thôi. Người ta sưu tầm, đó. Nên sưu tầm nhiều cái đó hay lắm bạn. Mình biết nhiều thứ hay lắm. Cái thú vui thôi bạn ơi, ở Mỹ mà đi làm hãng, đi làm công nhân suốt rồi mình có cái thú vui để mình sưu tầm, có cái để mình làm, các bạn cũng vui. Bốn nè, lip lip tông thi nè, lip tông nữa bạn, lip tông à, đó 74. Mà bạn mà xem mà để trong hộp á, nó bán còn có giá hơn các bạn. Bên này gì, 77 à? 77 77 nó là gì à? Xe này là collection đặc biệt nha, của shipper của cầu thủ luôn, là nó có cái hình, có hình nó trong tay cầu thủ trong luôn đó. Có hình thì có giá trị hơn. Con mình nó phá, nó nè, thay gò nó phá bạn ơi, nó mười chứ số mười, nó xé ra đó, thay gò nó mê xe lắm, nó cũng đam mê tốc độ lắm đó bạn, 70 xe nó phái. Cái con này đẹp đó các bạn. 70. Cái con này con màu hồng. Màu hồng. 70. 70. Hồng này đựng không đủ đâu, anh lấy thêm á. Nè, giống như 94 nè, đó bạn thấy không? 94 nè. Đó là nó sản xuất nhiều loại 94, 94, 94 nhiều đủ màu hết, người ta sưu tầm nhìn đẹp lắm. Thôi bắt lại cho người ta đó bạn ơi. Chân để đây kiếm cái khác. Mình chân cái khác. Chân cái khác lên, thôi kiếm cái khác, chân lên. 30. Chân cũng thời gian rồi đó, mấy năm trời rồi đó bạn. 30 chiếc đẹp không? Mấy cái bộ nè, xe này là mình để đây là mấy năm trời rồi nè, đó. Nè, Lipton T nè, 74 nè. Ồ, chiếc xe này bự nha. Cái này là size 118. Cái size hồi nãy là 124. Này size 118 mới bự hơn. Bự hơn. Thì cái chi tiết bên xe bên trong á thì nó nhiều chi tiết hơn. Rồi mình đi lấy thùng khác, mình đi lấy thêm một cái thùng khác nè bạn ơi, sơn thùng nhỏ xíu đâu đựng đủ đâu, bao nhiêu con đựng tả của con mình đâu có đủ. Mình thì không có niềm đam mê cái này các bạn ơi, mua về chân ảnh để đây nè, rồi thay gờ con mình á nó quậy nó phá thôi, bắt lại cho người ta cần, người ta trưng bày, mình kiếm cái khác để lên. Mình cũng không có niềm đam mê với lại mấy cái mô hình này nữa, cũng không rành nữa, toàn là chồng mình thích mua về thôi. Ủa, cái đó có cái thùng còn một thùng không? Mình quay sơ sơ cho mấy bạn coi, mấy bạn biết cái những cái con này sao sao ha, chứ mình cũng không có rành, mình không có nói được, mình chỉ quay cho mấy bạn xem thôi. Cái xe này nè là tháo hộp ra rồi,
không còn hợp nữa, mấy cái xe này là không có hợp. Này không phải tem dán các bạn, các bạn nhìn kỹ, nó không phải tem dán, nó là sơn luôn, sơn những cái chiếc cờ vô đây. Đó, hồi nãy có chiếc số 10 phải không, giờ cũng có chiếc số 10 nè. Mỗi xe nó có một cái khác nhau, hay lắm. 42. Khi mà bạn sưu tầm mấy cái này, con xe này á, thường là chỉ có người sưu tầm mới biết giá trị của xe thôi, còn mà người mua lại thì nó sẽ không biết giá trị của xe, thì mới cái mức, tại vì từng thời điểm á, thì cái giá nó sẽ giá khác nhau mà. Khác nhau. Nó giống như có nhân vật mà đua xe nè bạn, NASCAR nè đó, nhân vật đua xe nè, những người mà nổi tiếng á, thì người ta sẽ được làm những cái con mô hình này đó nè. Kelly Larson nè, đó lắm, như có chiếc xe này của Thai nè, năm số 5 mà đẹp không, số 5 đó, của Thai đó, của Thai, của thương hiệu Thai nè. Này của Ford, Motor Rap. Ừ. Ngoài ra tụi mình còn có niềm đam mê với karaoke nữa bạn ơi. Nè, nó là một cái bảng nè, là một cái bảng hôm ba nè, bạn thấy không? Đó. Này các bạn để ý nè, đây là tên của những người mà đua xe nổi tiếng nè, là những người là đua chiếc, dụ như đua chiếc xe 70 đi, thì có những tên những người trên dưới đây. Nè, tên gì đây? Những cái tên người nổi tiếng người ta lái xe này. Mình nghĩ những cái mô hình xe này là còn rất là nhiều luôn á. Nhiều lắm. Còn rất là nhiều luôn mà, tại vì tụi mình là chỉ sưu tầm nhiêu đó thôi. 40 mấy con à. 45 gần. 40 mấy con là mình thấy đó là quá nhiều rồi á. Có nhiều người ta còn sưu tầm hơn như vậy nữa bạn. Người ta sưu tầm là khắp nhà luôn. Khắp nhà luôn, người ta sưu tầm những con Hot Wheels mà loại size nhỏ là 1.64. Đó là người ta gắn lên cái tường. Bằng cái display để tới cái tường á các bạn. Người ta bỏ vô từng góc. Nhìn nó rất là đẹp. Là mình ở đây chỉ là một cái số nhỏ thôi. 40 mấy con này chỉ là một cái số nhỏ so với những người mà người ta đã có niềm đam mê thật sự về xe đua, những cái mô hình xe các bạn, là người ta dành nguyên một cái căn phòng luôn á. Là căn phòng luôn á. Căn phòng luôn để người ta sưu tầm xe luôn. Người đó căn phòng đó giống như là căn phòng collection hoặc là căn phòng gaming á. Chơi game á. Người ta có nguyên một dàn mà để chơi game luôn, là game mình set up á, là người ta có nguyên cái dàn này luôn nè. Là người ta có tivi bự, người ta đua đẹp lắm. Mình ở đây chỉ là một cái con số nhỏ thôi, quay để dành làm kỷ niệm á bạn. Dành làm kỷ niệm là những thời gian cũng có thời gian để mà cục mốc đi qua, cũng có thời gian để mà mình sưu tầm xe rồi, có niềm đam mê xe cũng sưu tầm xe. Đây giống như xe của chú Thái Công nè các bạn. Đó. Kiểu của xe của chú Thái Công á. Nó làm từng chi tiết một. Giờ thôi giờ bán lại đi. Mình xe. Anh ấy mới nhắn tin mình bạn, anh ấy hỏi mày có rảnh bây giờ không? Tao rảnh thời gian tao available bây giờ nè. Anh nói thì mày chuẩn bị 10 giờ, thì mày nói 10 giờ mày ra. Đó.
Giờ chuẩn bị trước các bạn ơi, chuẩn bị trước, đóng hồ, đóng thùng đàng hoàng rồi đem đi giao cho người ta các bạn. Hồi đó mình mới qua là mình cũng sưu tầm giày nữa bạn. Giày nữa. Đây, chiếc Nissan. Nào. GTO Nissan. Mấy bạn đam mê xe, mấy bạn biết chiếc này mà. Đó. Bugatti. Này là xe thương hiệu của cây xăng Citgo của Mỹ. Chiếc nữa là xong rồi bạn ơi. Mấy chiếc này thường người ta làm bằng sắt hết bạn. Làm bằng sắt hết. Mấy bạn lên mấy trang YouTube á là các bạn coi người ta mà cái những chiếc xe mà xét rồi người ta sẽ đánh bóng và làm lại, nhìn nó hay lắm bạn. Quay cái video này có cái để cho con cái nó coi nè. Lúc trước ba nó cũng sưu tầm xe đua đồ ha. Như đây đâu là gì đâu so với người ta có niềm đam mê thật sự các bạn. Đó nên bạn thấy chiếc xe của mình ở ngoài cũng dán y chang như là mấy chiếc xe này. Mà nó có chữ này nè đó. Dân gì, dân chơi nửa mùa hả? Dân chơi nửa mùa. Dân chơi nửa mùa. Hôm bữa có thằng làm chung với mình đó bạn, nó quay nói mày chứ mày xe mày kia Barbie thôi. Có xe thằng kia nó đưa cái hình đó bạn là nó dán xe, nó dán tùm lum luôn. Xe nó là cái chiếc Audi mà hai cửa, mình không biết cái mùa độ nó, nhưng mà nó dán tùm lum luôn, nó đồ tùm lum luôn. Nó chơi nửa mùa. Nó xe mình xe Barbie thôi. Vui lắm bạn. Xong rồi phải không? Xong rồi. Đây nè, còn cái này nữa nè các bạn. Này luôn. Này là cái miếng gì ta? Đây là ông mà đạt giải vô địch chơi chiếc xe 88 ngỗng các bạn. Đó, của Ford. Ông chạy cho Ford đó. Đó. Thì thường hồi đó là mình mua cái bộ xe cũ á, thì cái người ta sưu tầm á là người ta cho mình cái này, đó. Đó, mình cho rồi mình giờ này. Mình cho lại ta. Giờ mình cho lại ta. Rồi đó. Xong rồi đó các bạn ơi. Giờ đóng thùng đem giao cho người ta đó. Thôi. Quay lần cuối nè. Đó. Nặng lắm bạn, thường là mấy xe này làm bằng sắt hết nha bạn. Nặng lắm. Mình thì không có niềm đam mê đâu, nó anh coi nhìn lại lần cuối đi. Nhìn lại những con xe đó. Của mình lần cuối đi rồi. Đem giao cho người ta đó luôn. Bạn. Nó quậy lắm, nó quậy mấy con xe của ba đó lắm. Thôi đi bán thôi, kiếm tiền mua sữa. Không có đụng vô. Đừng. Kiếm tiền mua sữa. Kiếm tiền mua sữa. Đừng có đụng vô. Xe. Trời. Nó mới ngủ dậy á bạn. Mới sáng sớm à. Xe ba đi bán rồi. Hết rồi. Hết xe dưới rồi. Trời ơi, tôi ghê quá đi. Gầm gừ nữa. Xe. Đó, nó lấy ra nó sắp. Xe. Dọn ở đây chút xíu nữa ba mày vô dọn sau. Xe đó con. Xe. Rồi ba vô dọn vô lại đi ba, thế nó em sắp ra ngoài kìa. Không, ba đem bán cho người ta rồi. Ba đem bán cho người ta rồi, không. Xe. Con
Mày nói giống ba Tàu quá. Ơi cái này sao? Giữ đi. Sao mày xúc ra ngoài thế giới này thiệt chứ? Chết bà chứ, xúc. Rồi thích mẹ rồi. Xúc cái cán rồi dán lại. Vỗ tay nữa kìa. Trời ơi của tôi. Tiền mới cưng. Wow, trời đẹp quá mấy bạn ơi. À. Nắng mà lạnh nha, cây đổ màu hết rồi, trổ màu hết rồi. Quá đẹp luôn. Giờ đi giao xe cho người ta đã. Cây đổ màu hết trơn là đẹp ghê chưa. Nắng chiếu lên nữa, lá rụng. Khu nhà mình á. Nắng chói chang. Đó thì các bạn ở Việt Nam hay ở Mỹ á, mình có đam mê hay sưu tầm gì á, mình cứ sưu tầm đi nha. Mình đừng có nghe ai nói mà nói nghiêng nói ngã là lòng mình không có kiềng ba chân, mình không dẫn, mình không sưu tầm á bạn. Mình giống như mình cửa miệng của mình hồi đó mình nói mình kiếm tiền mà. Đó, mình sưu tầm để mình kiếm tiền mà, đó là vợ hoặc là người yêu của mình là cũng sẽ cho các bạn, chứ đừng có nghe ai nói nó ngã nó nghiêng rồi cái lòng mình không có dẫn nha các bạn. Đó. Các bạn. Mấy bạn thấy không? Ngày thứ bảy không có một bóng người ở ngoài đường luôn. Bên mình là chủ yếu là đi làm hãng xưởng rồi các bạn nhiều. Ngày thường thì mới có đông người thôi chứ mà thứ bảy rồi là ít lắm. Ít có xe chạy ngoài đường lắm. Mà bên đây ở Việt Nam chắc cũng biết là cái vụ TMC Four rồi Challenge Ship là đang bị đình công đó bạn. Bạn nghe vụ đó phải không? Ở Việt Nam nghe mà. Đó thì hãng mình làm về xe luôn thì cũng đang bị dính cái vụ đó. Đó. Đình công mấy bạn ơi. Đình công. Tại vì thường là bên đây thường này cái luật ở đây á, thì nếu mà các hãng nào mà có công đoàn các bạn thì thường 4 năm người ta sẽ ký lại hợp đồng cho bên công ty, thì trong 4 năm đó thì công đoàn sẽ người ta sẽ ngồi lại suy nghĩ coi lấy quyền lợi gì cho công nhân đó, thì thường quyền lợi cho công nhân á, thì hồi đó mình làm hãng cũng có công đoàn á, thì thường là tới những ngày mà người ta sắp mà để người ta tranh cái quyền lợi á, người ta gọi là đình công á, thì công đoàn nó sẽ họp lại nhân viên đó, rồi sẽ có một chỗ họp lại cho công nhân viên, thì nhân viên công nhân sẽ đưa ra những cái mình mong muốn đạt được để trong 4 năm đó, thì bên công đoàn nó sẽ rút lại, nó sẽ nghe lắng nghe và rút lại những cái nào hợp lý là bên công đoàn nó sẽ tranh giành giúp cho công nhân đó, thì quyền lợi cho công đó, nhân tiền lương thôi bạn ơi, tiền lương rồi tiền lương. Cái benefit đồ này kia, bảo hiểm đồ này kia đó, thì hãng nào mà có công đoàn lợi lắm bạn, hãng nào có công đoàn lợi lắm. Cái thứ nhất là giống như là nó có tiếng nói, nó giúp bạn tranh giành đó. Rồi nhưng mà công đoàn thì mình phải đóng tiền cho đóng nó. Tiền đúng rồi, đóng tiền thì, đóng tiền cho công đoàn á bạn. Thì hồi đó mình làm hãng sữa thì mình đóng cho công đoàn á là hai tuần hai giờ với một hai tuần hai giờ hình như hai tuần hai giờ mình nhớ vậy mình cũng nhớ là mình nhớ đúng nữa hai tuần là 2 giờ tiền lương hả? 2 giờ tiền lương, lại dụ như lương mình là 18 đồng thì mình trả cho nó là 36 đồng, còn lương mình là 24 đồng thì mình trả cho nó 48 đồng. Đó là thì tùy theo mức lương. Tùy công đoàn mà tùy theo mức lương. Có gì là nó là cái người công đoàn nó đại diện công nhân ra đứng ra để mà tranh chấp quyền lợi các bạn. Quyền lợi. Giống như trong hãng cũng vậy, ví dụ như trong hãng bạn có xích mích vấn đề gì với công ty giống như là trả giờ không đúng hay là bắt ép đồ này kia thì công đoàn sẽ là người đứng ra giải quyết, giống như là một cái luật sư cho mình vậy. Thì bên Mỹ á, nó có hai đi làm hãng thì nó có hai dạng, thứ nhất là dạng công đoàn là như vậy các bạn. Dạng hãng có công đoàn, còn dạng thứ hai thì là không có nha.
Dạng thứ hai thì giống như hãng của mình nè. Giống như hãng của mình thì vấn đề về tiền lương, bảo hiểm này kia là đều do công ty giải quyết hết. Công ty đưa ra bao nhiêu thì mình công nhân hưởng bấy nhiêu, chứ không có tranh chấp hay giành quyền lợi gì các bạn. Thì bên đây thì tin tức mấy tuần nay rồi các bạn là GM, những cái hãng xe lớn ở Mỹ nè, GM, Ford rồi nè, nó đang tranh chấp, đang đình công với bạn. Đang tranh chấp bên không đoàn. Đang tranh chấp đình công về vấn đề lương đồ rồi bảo hiểm đồ này kia, nên là hãng mình cũng đang chậm. Slow đó, đang chậm nên là không có, thường thì có đi làm ngày thứ bảy các bạn, nhưng mà mấy tuần nay thì không có nha, không có làm tới. Yeah, nice to meet you. Yes, I work in the video DJ over there, so. Yeah. Hi. So are you doing my video and YouTube? My channel. YouTube. See YouTube, man. Oh, yeah. Okay. Yeah, okay. Nice. And can you check the first the car and everything? Oh, okay. Yeah. How many cars? And 45. 45 cars. Yep. Okay. So everything new, brand new right here. Brand new. Yeah. Yep. Okay. I got most. So that are only don't have boss. Yeah, they don't have a boss every day. Oh, you don't have a boss for these ones? Yeah. Okay. So you like it? Yeah, I have a lot of them. Yeah. Malaysian cars. I have like Too Fast and the Furious, all that, and Lamborghinis. Yeah, yeah. Oh my God. Classic cars, man. Yeah, oh, man. All those cars. So. And probably Honda too. So when you lie in a race in a champion in a NASCAR, they got a different in there. Yeah, yeah. Lamborghini, man. Yeah, it was different. So how much is the lowest you can go? No, man, 200. 200 loads? Yeah, man, a lot of money, man. Trả giá nữa trời. Trả giá nữa. I don't have an idea how much cost the new ones. I buy a new one. I buy like user ones. No, because I buy it before and $15 one car. Yeah, because it's a collection for me. Oh, so you collect? So you collect those? Yeah. I collection in car and Funko, you know Funko? Oh, okay. Funko. Oh, nice. Yeah. Good. Okay. I only collect cars, man. I'm fine in cars, so. Yeah, thank you. Can you get 180? Huh? 180? No, man. 200, man. No, 200. 200? Yeah, that's it. $200? Yeah. You can check. You can check everything, anything. Man. Anything? Yeah. Yeah. You can check anything. Nice car. I had too many at home too. Yeah. Probably I got the same ones. Uh-huh. $200. Yeah. Okay. Okay. Yeah, sounds good. I give you $200. Okay. 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 Yeah. Thank you, man. Okay, have a good weekend. Have a good man. Yeah. You can help me. Yep, I have you. I can put over here. Okay. Yeah, I gotta go back to the radio because I'm playing music, you know. Panic music. Oh. Yeah, so the radio was. You were saying. Yeah. Chậm các bạn ơi. All right. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Have a good day. Have a good day, man. Bye. 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 See you. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Một đống đó 200 là quá rẻ rồi các bạn. Còn trả giá 10 đồng nữa. Còn trả giá 180 bạn. Vậy 18 nữa. 18 là 18. 18 hết nguyệt 180. Oh my god. Không còn trả giá thì chi tiêu đây 200 nè. Nói chưa, sáng sớm ngày thứ bảy kiếm được 200 đô. Đó là thú vui là khởi đầu cho một cái đam mê mới. Thú vui ở Mỹ. Thì okay. Đó ở Mỹ là buôn bán nó vậy bạn, nó cũng vui vẻ thôi. Thì mình kiểm tra, mình thích thì mình mua, không thích thì mình không mua thôi, chứ không phải là như ép mình ép đồ này kia đó. Mình hỏi lý do sao mà tụi mình rất là thích bán đồ cũ, mua bán đồ cũ trao đổi qua lại á bạn. Đó là lý do vì sao mà tụi mình mua ba lẹt về tụi mình mua đi bán lại á. Với lại mình học hỏi thêm nhiều cái hay của người ta á bạn. Đó, người ta giải thích cho mình những cái hay của người ta đó, cũng như một chút biết thêm chút tiếng Anh thôi. Đó. Tập tành tiếng Anh nữa bạn. Đó là lý do vì sao mà mình mua bán ba lẹt, mình có những cái video mà mình chia sẻ bán ba lẹt ở trên YouTube cho các bạn xem ha.
thì cũng có một số câu hỏi mà liên quan đến vấn đề liên quan đến ba lẹt, thì video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái vấn đề này nha. Còn bây giờ thì xong rồi các bạn, 200 đô cho một buổi sáng ngày thứ bảy. Đủ bữa đi ăn sáng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi hết video của tụi mình nha. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị những video tiếp theo. Nếu như thích kênh thì hãy like, share và cho mình một nút subscribe nha, để tạo động lực mình có thêm nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.